Rồi, thì ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cái series game Night Owl trên PC. Hôm nay mình sẽ đem cho các bạn đến cách để giảm ping con game Night Owl. Thì như các bạn có thể thấy, game Night Owl này đặt máy chủ tại Trung Quốc nên là nó rất là lag. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ping của nó hiện tại là rơi vào khoảng tầm 259, 214. Chơi nó sẽ rất dễ bị delay. Rồi, ok. Thế nên là mình sẽ phải sử dụng biện pháp đó là giảm ping. Vậy ứng dụng giảm ping đó là gì? Thì rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để giảm ping con game này nào này. 2000 years later. Rồi, thì ok. Xin chào mọi người. Mình đã quay trở lại đây. Và như lúc nãy các bạn có thể thấy game này out nó rất là lag với cái ping của nó khoảng tầm rơi đến 200. Và độ delay là rất cao. Nếu các bạn muốn chơi một cách trọn vẹn game mà thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giảm ping. Đây là trang chủ của trang này, là trang chủ của cái ứng dụng giúp cho giảm ping game đặt tại server Trung Quốc. Ứng dụng này có tên là UU UU hay gì đấy cũng được. Thì các bạn có thể, mình sẽ để link cái link này ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể gõ trên Google cũng rất dễ kiếm. Thì để tải ứng dụng này thì các bạn cứ ấn vào cái cửa sổ win, có cái biểu tượng cửa sổ Windows ở đây đấy ạ. Ấn vào rồi lưu vào chỗ nào các bạn muốn lưu lưu ở đây, mình đã tải rồi, mình sẽ không tải lại nữa. Rồi sau khi mà đã các bạn đã tải xong, ứng dụng này chỉ có 11 MB thôi, thì các bạn khởi động nó. Rồi đây, như các bạn có thể thấy đây, mình sẽ thử vào cái lúc đầu đây, mình lúc đầu nó sẽ không có cái này đâu ạ, nó sẽ không có cái này, các bạn phải tự add nó vào. Có rất nhiều game như PUBG, H1Z1, CSGO, Battlefield 1, rồi Warframe, GTA 5, đủ các thứ. Thì các bạn ấn vào cái này. Đây, dòng bên cạnh. Đó, các bạn thể thấy game này ảo ở đây. Ấn nó vào. Đó. Giờ các bạn thực hiện thao tác gọi là giảm ping thì các bạn ấn vào đây. Đó. Nó sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi thì thông tin ở đây đã kết nối rồi, mình các bạn đợi mình một xíu để mình khởi động con Night Owl đi, để xem nó sẽ giảm ping ở mức bao nhiêu. Ở đây nó, của mình nó ghi là 104. Rồi ok, mình sẽ để nguyên nó đây và khởi động game. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ thử vào game xem cái giảm ping bằng ứng dụng UU nó sẽ như thế nào. Rồi mình sẽ thử solo. Ghép chặn hơi lông tí đều sống sót và bạn cũng thế. Rồi, sắp vào trận đó nên là mình sẽ kiểm tra xem ping của nó sẽ giảm xuống còn được bao nhiêu. Lúc nãy là khoảng tầm đó. Các bạn có thể thấy ping bây giờ chúng ta rất là thấp. Rồi, mức 97, 122. Không sao cả, lúc nãy là 200 cơ. Đó. Và mình khuyến khích các bạn là nên khởi động ứng dụng này trước, rồi khởi động game sau. Phải được ưu trước ạ, phải động game sau. Mình thấy nó khá là hợp lý và khá là hay, giảm được khá nhiều. Rồi ok, clip này thì mình sẽ chỉ làm đến đây thôi.